Để tí con bán. Đứng im một chỗ này chẳng hạn. Ra chơi lâu không em ơi? Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào chị Trần Thu Hà, chào chị Nguyễn Thủy nha, chào chị Quỳnh Ori nha. Mọi người chia sẻ cho em nào. Các chị chia sẻ nhá, hôm nay em sale áo phông đồng giá 49k hết ạ. Hôm nay sale áo phông đồng giá 49k hết nha mọi người nha. Mọi người chia sẻ lên cho em nào. Mọi người chia sẻ nhiệt tình lên để chơi mini game nha các chị nha. Chia sẻ thật nhiều lên để chơi mini game nào. Xả áo phông đồng giá 49k cho các chị chia sẻ live stream. Còn luôn. Chào chị Trần Hiền ạ. Mọi người chia sẻ nhá. Mọi người chia sẻ nhiều lên hội nhóm chợ nhá. Hôm nay em sẽ xả áo phông đồng giá 49k này các chị này. Đây tất cả những cái áo mà áo phông này đều bán nhá. Sale đồng giá 49k cho các chị hết. Nên là ai lấy mẫu nào thì nhanh tay comment nhá. Mỗi mẫu em chỉ còn một vài chiếc thôi ạ. Mỗi mẫu em chỉ còn một vài chiếc này. Bán mẫu đầu tiên nha các chị nha. Bán mẫu đầu tiên này. Vàng như em đang mặc 49k này. Vàng như em đang mặc 49k nha. Ai lấy thì comment vàng kèm số điện thoại cho em ạ. Vàng 49k kèm số điện thoại cho em nhá. Mã này các chị từ 40 cân đến khoảng 56, 57 cân vẫn vừa nha. Nào mọi người chia sẻ nào. Mã đầu tiên 49k cho các chị chia sẻ live stream nào. Từ 40 cân đến khoảng 55, 56, 57 cân vẫn vừa nha mọi người nhá. Chất cốt tông mát lạnh luôn. Chị nào lấy thì comment nha. Comment vàng 49k kèm số điện thoại cho em nào. Vàng 49k kèm số điện thoại nha các chị nhá. Siêu đẹp luôn này. Chất siêu đẹp luôn. Ai lấy ha, vàng 49k không ạ? Em còn 2 chiếc ạ. Còn 2 chiếc vàng 49k này. Chị nào chốt thì nhanh tay nha. Nhanh tay comment vàng 49k kèm số điện thoại cho em. Siêu siêu rẻ luôn này các chị này. Siêu rẻ luôn nhá. Đấy, rất là đẹp luôn mà giá lại siêu rẻ. Toàn chất đẹp thôi, các chị biết rồi đấy. Toàn chất đẹp, toàn hàng bán 7-80. Hôm nay em sale 49k hết. Ai lấy thì nhanh tay comment nhá. Chào chị Quyên Hà nha. Nào hôm nay xả kho nào các chị nào. Hôm nay xả kho 49k đồng giá hết nha. Cả bộ thì em cũng sale 49k luôn cho các chị ạ. Ai lấy vàng 49k thì comment nhanh tay nhá. Comment nhanh tay cho em. Mọi người chia sẻ đi nào. Các chị chia sẻ nha. Mọi người chia sẻ để em đổi mẫu nào. Các chị chia sẻ nhiều lên hội nhóm chợ cho em nha. Hôm nay sale rất là rẻ luôn. Không biết để mẹ để đâu. Xin chào chị Vi Dương ạ. Xin chào chị Phạm Ngọc Lan nhá. Xin chào chị Đỗ Thanh Hải ạ. Đây nha mọi người nha, tiếp này. Trắng 49k này. Đây trắng 49k nha. Hàng Gucci rất là đẹp luôn. Hàng Gucci đẹp này. Em sale 49k. Đấy, mã này các chị 55, 56 cân mặc vừa ok luôn. Từ 40 cân đến 55, 56 cân mặc vừa ok nhá. Chị nào lấy trắng 49k thì comment cho em trắng 49k kèm số điện thoại ạ. Sale nhá các chị nhá. Hôm nay sale đồng giá 49k hết ạ. Ai lấy trắng thì comment trắng cho em nào, nhanh tay nào. Còn một chiếc trắng này. Đây. Còn một chiếc trắng rất là đẹp đúng không? Sale chỉ 49k thôi nhá. Mã này từ 40 cân đến 55, 56 cân vừa chị ơi. Từ 35, 40 cân đến 55, 56 cân vừa nhá. Thoải mái đẹp luôn. Chất cốt tông rất là co giãn này. Dày dặn nhá, hàng Gucci đẹp. Các chị có thể nhìn mác này. Đấy.
Cái mã này ở shop toàn bán 120 thôi, em sale 49k cho các chị hôm nay xả kho nhá. Xả kho ạ. Nào ai lấy thì nhanh tay nhá. Đặng Hường bán cho em đi. Ai lấy thì comment trắng 49k kèm số điện thoại cho em nhá. Trắng kèm số điện thoại cho em nào các chị nào. Chốt kèm số điện thoại cho em để em chốt nha. Chỉ với giá 49k thôi này. Đấy, siêu đẹp luôn đúng không? Ai lấy thì comment nhá. 49k một chiếc, 49k đồng giá hết. Áo bằng em vừa mặc là áo hay đầm hả em? À, có áo dáng thụng và rộng có nhá. Áo dáng thụng rộng có, tí nữa em like. Đây vàng đây. Rồi ok, chốt cho Đặng Hương này. Áo em vừa mặc là áo đấy chị ơi, không phải đầm đâu. Đây chị Thanh Xuân này. Áo nhá, 49k. Ai lấy thì comment vàng 49k cho em. Rồi ok, chốt cho Đặng Hương này. Chốt cho Đặng Hương trắng nha. Cái màu hồng này mặc lên đẹp mà. Đây tiếp cái mã hồng này nào các chị nào. Tiếp cái mã hồng này nhá. Hồng 49k, ai lấy đi comment hồng cho em. Hồng 49k nào mọi người ơi. Đây ai chốt mã hồng này comment hồng cho em này. Hồng 49k. Nhưng cái mã này các chị từ 40, 35, 40 cân. Áo hôm qua sao không chốt. Chị Chi lên ơi, đây nha, em vẫn giữ đơn của chị ở đây. Chị lấy thêm gì rồi để em gửi luôn. Một cái có gửi không chị? Hồng 49k như em đang mặc nào. Đây hồng đây các chị này, 49k. Kiểu này đây em có rất là nhiều mẫu mà. Em có nhiều mẫu nhiều màu lắm. Hôm nay em sale rẻ. Đây hôm nay em sale rẻ nên mọi người tranh thủ mua mấy cái đi. Để mai em ship, à, để chiều em ship luôn cho. Chỉ 49k một cái nhá. Đồng giá hết nha mọi người nhá. Ai lấy đi comment hồng cho em này. Hồng đỏ nhá. Hồng đỏ 49k hết. Chị nào lấy màu nào thì comment màu đấy nhá. 49k cho các chị chia sẻ like này. Đây toàn là hàng Zara đẹp thôi đây. Siêu đẹp luôn nha các chị nhá. Chỉ là 49k. Hồng đỏ này. À, có áo nào đen không? Có nhá, tí nữa em đem một số mã áo đen nhá chị Chi Lân ơi. Mọi người chia sẻ đi nào. Ai lấy đỏ comment đỏ cho em này. Ai lấy hồng em đang mặc thì comment hồng nhá. Chỉ 49k một chiếc thôi nha mọi người nha. 49k chất phong thì là co giãn mát lạnh luôn ạ. Co giãn mát lạnh luôn, các chị mua hàng thì yên tâm. Đấy, không phải lo về chất rồi, tại vì chất em chọn rất là kỹ rồi. Giá quá rẻ nha. Ai lấy hồng thì comment hồng, ai lấy đỏ thì comment đỏ cho em. Chỉ 49k thôi nhá. Siêu rẻ luôn các chị ạ. Không đâu rẻ hơn. Đây Đặng Hương lấy áo nào, nếu mà lấy hồng nghe đâu mà thì comment hồng nha, nếu mà lấy đỏ thì comment đỏ nhá, chọn màu giúp em nha. Hoặc là bốn cái để em từ tùy chọn màu cũng được, có thật toàn hàng đẹp. Đây tiếp mã màu nâu này nào các chị nào. Tiếp màu vàng bò này nhá. Vàng bò này cũng chỉ 49k này. Chị nào lấy thì comment vàng bò cho em này. Vàng bò nhá. Hoa đá này. Vàng bò hoa đá rất là đẹp luôn đấy đúng không? Quá xịn luôn. Các chị mua toàn khoảng 120-130 trở lên. Dạ. Trắng nào hả chị ơi? Đây em chốt cho chị một cái trắng đầu tiên rồi. Ai lấy vàng bò này comment vàng bò cho em nào. 49k vàng bò hoa đá này. Mã này rất là đẹp nhá, 5-6 cân quay đầu mặc vừa nhá. Ai lấy thì comment vàng bò cho em. Vàng bò hoa đá rất là đẹp luôn này. Ai chốt mã này không nào? Ai chốt mã này thì nhanh tay comment vàng bò cho em. Còn mấy chiếc thôi, mỗi mã chỉ còn vài chiếc thôi. Đây mỗi mã chỉ còn vài chiếc nha. Đỏ chị Hiền Lương. Rồi ok, chốt cho chị Hiền Lương đỏ này nha.
Chốt cho chị Hiền Lương đỏ 49k này. Các chị có đơn rồi cố gắng chờ giúp em từ 2 sản phẩm trở lên để em gửi nhá. Nào ai lấy vàng bầu 49k nào. Vàng bầu 49k đây các chị ơi. Trắng đầu ấy, hoa màu đen trên áo. Rồi mẫu này em chốt rồi chị Đặng Hương ơi. Nay có chốt cái trắng cho mình không? Chị Vi Dương ơi, em không nhìn thấy comment của chị. Em không nhìn thấy comment của chị. Để em xem còn cái trắng hay không nào. Đây à, đây. Chốt cho chị Vi Dương một cái nhá. Đây nhá. Chốt cho chị Vi Dương một cái này, Gucci đẹp luôn này. 49k đồng giá hết cho các chị chia sẻ like nhá. Nhưng mà mọi người phải chia sẻ like cho em ít nhất là 3 lần. Đấy, mọi người phải chia sẻ like cho em ít nhất là 3 lần này. Vàng bò 49k nào. Vàng bò 49k, ai lấy thì comment vàng bò cho em. Hoa đá này, hoa 3D rất là đẹp nha. Chất cốt tông mát lạnh luôn. Đấy, chống nắng đại lành. Chống nắng đại lành này, chống nắng gì nhỉ? Đơn hôm qua em gửi đi rồi chị Vi Thương ạ. Đây em để em dồn đơn cho chị nhá. Các chị ơi, mọi người có thể mua từ 2 sản phẩm trở lên để em ship nha. Chống nắng dài chất lanh à, chống nắng dài chất lanh có luôn nhá. Em có luôn, đâu là chống nắng này. Em bán áo phông xong em bán áo chống nắng cho mọi người nhá. Chị Phương Nhi chờ chút xíu nhá, chị có thể chọn thêm áo phông này. Mọi người chia sẻ nào, mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng quà cho các chị nhá. Mọi người chia sẻ lên 50 view em sẽ tặng quà cho các chị này. Ai lấy vàng bò nhem đang mặc thì comment vàng bò kèm số điện thoại cho em. Chỉ 49k thôi, hoa đá rất là đẹp luôn. Hoa đá siêu đẹp nha, mà chỉ 49k nha. Giá rẻ bất ngờ luôn. Có kiểu nào khác màu đen không chị? Màu đen à? Rồi em sẽ tìm kiểu nào màu đen nha. Đèn đá đây chị. 49k hết luôn. Đèn hình rồi. Đây đen đá đây các chị này. Đen đá 49k nhá. Đây đen đá 49k đây, ai lấy thì comment nhá. Chị Trang đây, màu trắng đây chị Trang này, đem dơ chị xem luôn, quên mất em chưa gửi ảnh cho chị. Em ơi chị nhận được hàng rồi, đẹp lắm, cảm ơn. Em yêu nhé. Em cảm ơn chị. Chị Nguyễn Trang đặt hai váy này, váy ren. Đây chị Trang này, chị Đinh Thái Quỳnh Trang này. Đây chị ơi, áo đá đây, chị xem có ưng mẫu này không thì em gửi lên cho. Đây này, áo đá này ôm này chị này. Hàng xuất đẹp luôn mà chỉ có 70k nha. Em đã bảo đẹp mà các chị thấy yên. Đây, hàng đẹp luôn, chỉ có 70k đây, chỗ này toàn bộ là đá này. Mua cái đá này ngoài tầm 200. Đấy, các chị mua ngoài tầm 200 luôn. Rất là đẹp luôn đây nha. Đấy. Chị xem ưng mẫu này em gửi lên chỗ chị Thắm cho. Hàng có size này. Em còn size M này. Hàng Quảng Châu xịn nhá. Hàng xịn luôn. Nếu mà chị lấy thì em gửi lên cho. Đây, toàn bộ là hàng xịn thôi. Toàn bộ là hàng xịn này các chị này. Không to đâu, mặc ôm sát người như em đang mặc đây này. Không to, bé. Size bé mà. Đây, tiếp cái hàng này này. Bé mà chị. Chị Sơ Vin thì phải mặc cái hàng này chứ. Đây, trắng này, đẹp này. Quần sóc vải em có bán nhé. Mọi người muốn mua quần sóc vải tí em bán này. Đá nó giặt. Có rơi, không rơi, đá này thoải mái luôn này các chị này. Đây, cậy thoải mái luôn này. Không rơi luôn, đấy. Đá Quảng Châu, toàn hàng Quảng Châu hết. Đây, toàn đá đẹp thôi. Đấy, em có hai cái mã này này. Đấy, bé, không to chị ạ, bé. Nếu mà không vừa chị gửi đổi, quay đầu lại đổi cho em. Rất là đẹp luôn, toàn bộ đá đẹp thôi. Về nhận được hàng chất nhẹ đẹp. Rồi, ok. Đây nhá, em gửi cho chị cái về sạc này nhá. Đây gửi cho chị cái này nhá. Nếu mà ấy thì ok cho em. Không thì em cứ gửi hai cái cho chị. Nếu mà không thì chị cứ gửi cho chị Thắm cho em. Thử cái nào vừa thì lấy. Em thấy cái đấy. Rồi ok, cho chị Đinh Thái Quỳnh Trang một cái nhá. Hàng đấy là hàng 90. Sợ ở ngoài luôn nhỉ. Hàng chữ về sạc là hàng 90. Mua ở top là hơn 200 luôn. Hàng về sạc là hàng 90, còn hàng này là hàng 70 này. Hàng kia hàng 90, hàng này hàng 70. Hàng xịn mà chị yên tâm. Áo trắng cô gái là hàng 90 ạ.
Rồi ok, trắng đỏ nha. Đây nha các chị nha, lên cái mã này nào, rất là đẹp này. Lên cái mã này rất là đẹp nha, màu đen nha, 49k đen này. 49k đen nhá. Đấy em cứ gửi hai cái lên cho chị lấy cái nào gì ấy. Đây tí nữa em gửi lên chỗ chị Thắm trong. Đây, mẹ ơi, cứ gửi cho chị hai cái. Đây, 49k đen nhá, ai lấy đen thì comment cho em. 49k đen này, mã này các chị tầm khoảng 51-52 cân quay đầu mặc vừa. Cái đầm đằng sau em. Đầm đằng sau em thì muốn hỏi đầm nào ạ chị Dung Hoàng ơi? Chị muốn hỏi đầm nào comment màu cho em này. Đen này các chị này, đen 49k nhá, ai lấy đen comment đen cho em. Rồi em gửi hai cái lên. Đen 49k, ai lấy đen comment nhá. Rất là đẹp luôn. 51-52 cân quay đầu mặc vừa. 51-52 cân quay đầu mặc vừa này, đen đá này. Đen đá đẹp hàng Quảng Châu nhá. Ai lấy đen đá thì comment đen đá kèm số điện thoại cho em này. 49k thôi mọi người nhá, nhà em bao đẹp luôn. Bao hàng đẹp mà rẻ. Hôm qua chị nhận được hàng rồi nhưng thiếu một áo kẻ. À, thiếu áo kẻ. Cái áo kẻ nó bị lỗi rồi chị ạ. Cái áo kẻ mà hôm vào bị lỗi không gửi cho chị Trang ấy. Ừ. Cái áo này nó bị lỗi rồi, để làm sao em lấy mẫu khác cho. Mai em đi lấy hàng nhá, rất là nhiều hàng đẹp luôn. Mọi người có hóng sơ mi áo kiểu không nào? Mai em về sơ mi này, quần baggy nhá, áo phông có cổ cho mọi người chuẩn bị đi làm nhá các chị nhá. À, em chuẩn bị sang đầu tuần là về hàng mới rất nhiều, nên là mọi người mua quần áo đi làm chuẩn bị nhá. Em chuẩn bị về rất là nhiều hàng mới luôn đấy. Ai lấy áo đá này thì comment này. Áo bò chống nắng bao nhiêu? Hôm trước chị lấy quần bò 150k màu sáng. À không thể em trả lời à chị, hình như là lúc đấy em tắt like đi rồi, xong rồi chị comment ý, nhưng mà em tìm comment lại không hiện. Em thấy thông báo nhưng mà em tìm comment lại không hiện. Rồi để em chốt cho chị nhá. Mai em gọi điện chốt đơn em đốt, em chốt cho chị. Rồi đổi cho chị Vi Dương sang đen này này. Đen này 49k rồi các chị nhá. Đen 49k này, hàng xuất đẹp luôn. Chất mát đẹp lắm các chị ạ, mà đá của nó sáng lóng lánh như thế này mà. Mẹ đổi chị Vi Dương sang màu đen này. Hôm trước mình đặt một váy hoa đen có gọi chốt nhưng không thấy gửi. Chị Bin Bo. Chị ơi em gửi rồi. Nếu mà gọi chốt là em gửi rồi nhá, chắc là chưa tới nơi thôi ạ. Nếu mà em gọi chốt rồi là chắc chắn là em gửi rồi. Váy hoa đen mà 99k đúng không chị Bin Bo? Thế thì chắc em gửi rồi đấy, nhưng mà nó chưa đến nơi thôi. Chị cố gắng chờ thêm 1-2 ngày nữa nhá. Cố gắng chờ thêm 1-2 ngày cho em. Màu nâu ý chị, 55kg, 55kg vừa đẹp ạ. 55kg vừa đẹp này chị này. Đây hàng vừa lụa đẹp, hàng thiết kế này, chị Hương Hoàng này. Chọn size cho chị theo cân nặng chiều cao. Chị nhắn cho em đấy nhé, rồi ok để em chọn size cho. 56 cân, 1m56 nặng 50 cân. Rồi, chắc là mặc tầm khoảng size L. Đây nhá các chị nhá. Cả tuần rồi mà. Để em kiểm tra đơn rồi em nhắn cho chị nhá. Rồi chị Bin Bo để em kiểm tra đơn rồi em nhắn cho chị. Dạ. Chị Vi Dương, chị không lấy áo màu trắng nữa, đổi màu đen cho chị. Đây nhá, váy lụa thiết kế này, em còn duy nhất một chiếc màu nâu này. Hàng đẹp luôn này, chị Dung Hoàng này. Hàng thiết kế nhá. Hàng thiết kế nhà em đây các chị này, hàng thiết kế đẹp luôn. Đấy, em còn một chiếc sale là 200k. 200k dành cho các chị tầm khoảng 56 cân quay đầu nhá. 56 cân quay đầu, từ 50 cân đổ lên đến 55-56 cân vừa đẹp. Hàng có size nhá. Hàng này là hàng có size, em còn duy nhất một chiếc size M hàng lụa thiết kế. Nếu mà chị lấy thì comment váy hoa nâu kèm số điện thoại cho em. Nếu mà muốn xem thử thì bảo em mặc cho xem thử nhá. Nào có chị nào lấy đá đen không? Ship nhà mình công nhân lâu thật. Lần trước chị cũng cả tuần mới nhận được. Đấy đúng rồi chị ơi, tại vì là ship nó quá tải ấy. Bây giờ kiểu hàng online thì người ta bây giờ rất là thịnh hành, nên là bill nó quá tải. Mọi người thông cảm giúp em nhá. Em cũng rất là muốn hàng nhanh đến cho mọi người, nhưng mà vẫn phải phụ thuộc vào bill nữa các chị ạ. Giá là 200k nhá chị nhá, hàng cao cấp. Cả hàng đấy các chị mua ngoài shop tầm khoảng 400-500k luôn, hàng lụa đẹp. Hàng lụa đẹp luôn, em bán cho khách ai cũng ưng ý luôn. Đấy, mọi người yên tâm nha, hàng lụa đẹp. Em chỉ có một chiếc màu nâu thôi, hàng cao cấp đấy ạ. Ai lấy đá đen như em đang mặc thì comment đá đen kèm số điện thoại cho em này. Đá đen kèm số điện thoại cho em nhé, để em chuyển qua mẫu khác cho mọi người xem.
đang đồng giá 49k hết. Những cái mà áo nó như thế này. Đâu nhiêu có áo không đi được đâu. Đỏ này các chị này. Đỏ nha các chị nha. 49k đỏ. Lên shop vải đi rồi ok. Shop vải chị muốn mua màu gì? Shop em có nhiều màu lắm. Đây nè, sơ mi đỏ này sale 49k này. Dành cho các chị tổng hợp 53 cân quay đầu. Đây sơ mi đỏ này nhá, 49k này, ai lấy thì comment đỏ nha. Sơ mi đỏ kèm số điện thoại cho em. Dành cho các chị tổng khoảng 53 cân quay đầu này. 52, 53 cân quay đầu nha. Ai lấy thì comment 49k cho em này. Đỏ kèm số điện thoại. Đỏ 49k kèm số điện thoại nhá. Rất là đẹp luôn đúng không? Hàng lụa von mềm. Hàng von mềm đẹp nha các chị nha. Nào ai lấy đỏ nào. Ai lấy đỏ này comment đỏ cho em này. Đấy. Đỏ 49k kèm số điện thoại cho em. Rất là rẻ luôn mà đẹp. Hàng này là hàng em bán 80. Em còn một chiếc sale nhá. Chất von mềm đẹp lắm ạ. Đầm đuôi cá. Đầm đuôi cá em còn cái màu nâu đấy thôi ạ. Màu nâu đấy rất là đẹp. Mặc lên cực sang luôn. Chào em. Chào chị Quang Minh ạ. Nào ai lấy đỏ không nào. 52, 53 cân quay đầu là vừa nhá. Sale 49k cho các chị này. Sale 49k thôi. Ai lấy thì comment đỏ cho em này. Màu rất là nhã nhặn luôn các chị nhá. Đỏ pha hoa rất là nhã nhặn, mặc lên cực xinh luôn. Giá thì là siêu rẻ rồi. Siêu rẻ chỉ có 49k một chiếc áo rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment nhanh tay nhá. Mỗi mẫu chỉ còn một chiếc thôi. Đi dưới em nhá. Ừ. Đỏ lè luôn. Ăn cái gì mà đỏ thế. Đây nha, tiếp mã này nào các chị nào. Tiếp mã này nha các chị nha. Hàng mông tư ghi này. Hàng mông tư ghi mỏng đẹp này các chị này. 46 cân thì mặc cái nào cũng đẹp luôn. Ai 46 cân đâu. Chị Bella. Chị Bella 46 cân vừa, 46 cân thì chị mặc mẫu nào cũng vừa luôn. Dễ mặc. Các chị từ 50 đến 2 cân. Đấy. Nào cam là các chị nào. Cam 49k nha. Ai lấy thì comment cam cho em. Mã này tổng khoảng 40 cân đến khoảng 56 cân, 55 56 cân. Cam 49k ai lấy đi comment cam cho em nhá. Chất mông tơ ghi mỏng đẹp nhá mọi người nha. Mềm đẹp nhá. Mông tơ ghi mềm đẹp. Cái cô tông ấy. Dạ như mông tơ ghi ấy. Chất nói chung là chất đẹp lắm. Nó rất là mát. Đấy rất là mát luôn các chị này. 49k eo ơi rẻ thật sự luôn. Hôm nay em sale rẻ thật sự luôn mọi người. Không mua chỉ có tiếc thôi. Không mua quá tiếc luôn này. Ai lấy đi comment cam 49k cho em kèm số điện thoại cho em. Cam 49k kèm số điện thoại nha các chị nhá. Ai lấy cam 49k thì comment cho em nha. Cam 49k kèm số điện thoại. Rất là rẻ luôn. Nào có ai chốt cam không để qua mẫu nè. Mọi người có muốn mua phông có cổ không nhỉ?
chia sẻ cho em đi nào. Đây nha các chị nha, hàng tông hơi này, hàng tông hơi rất là mát luôn. Đây, phong hàng tông hơi rất là mát, siêu mát luôn nha các chị nha. Có size S, size S cho người từ 5, có size S cho các chị tổng khoảng 50 cân quay đầu, 50-52 cân quay đầu này. Đây, 50-52 cân quay đầu. Size 2X thì tầm khoảng 60 cân quay đầu. Rất là đẹp luôn, hàng thể thao nha. Dáng thể thao rất là mát và đẹp. Đây. Siêu mát, siêu đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment nhanh cho em này. 70k một áo ạ. 70k nhá, hàng phong, hàng thông hơi đẹp nhá. Hàng thông hơi rất là đẹp luôn. Hàng công ty luôn, rất siêu đẹp luôn. Đây nhá, hàng công ty này. Siêu đẹp luôn. 70k một áo, ai lấy thì comment cho em nhá. Comment cho em có size bé nhá, có size S dành cho các chị tầm khoảng 50-52 cân quay đầu, size to dành cho các chị tầm khoảng 60 cân quay đầu. Chị nào lấy thì chốt cho em này, chốt cho em nhá. Hàng rất là mát các chị ạ, rất là mát luôn, mà mặc nhẹ cực kỳ, mặc thương lắm, mặc như không mặc luôn các chị ạ, rất là nhẹ luôn, mỏng mát nhẹ. Cái này các chị mặc với quần jean, quần short rất là đẹp. Quần jean, quần short rất là đẹp này các chị này. Hoặc là mặc, mình mặc đi thể dục cũng rất là đẹp. Ở 70k nhé chị Kim Oanh nhá. 70k thôi. Chị size to. Size bao nhiêu cân hả chị Hải ơi? 55 cân có vừa ạ. Chân váy em bán, chân váy em có bán. Chị Hải ơi, mua tầm bao nhiêu cân hả chị? Nếu mà tầm khoảng 52-53 cân thì bằng em vẫn vừa. Có quần. Cân. Đây size to em mặc đây này. 55 cân thì mặc size này á chị nhá. Đây em là 50 cân đây. Size to chắc là mặc cái size 2X này này. Em là 50 cân đây. Em gửi cho chị cái size to này nhá. Ô vàng 11 độ. Mặc nhẹ xuống lắm á chị ạ. Quần váy em đang mặc là chất u mì nhá mọi người nhá. Chất u mì co giãn nhá các chị nhá. Chất u mì co giãn, bên trong có quần này. Bên trong có quần. Em có size S với lại là size M. Em ở Tuyên Quang nhá mọi người nhá. Size S với lại size M dành cho các chị tầm khoảng. Size S thì 50 cân quay đầu, size M 52 cân quay đầu. Cho chị Hải này. Mẹ bắt A lập B rồi đó. Chào A lập B. A lập B.
bè. À là bè, có là kẹo. À là bè là kẹo gì, kẹo mới nhỉ? À bè thì bè ấy. Nhìn ơi. Ừ, nhiều quá. Này này này. Bà cho ạ. Con xem con nhà bà bác. Con cây nhà. Con cây bác xong rồi. Cái đây có mình áo á chị ạ. Có cả màu vàng này, các chị thích màu vàng không? Màu vàng nha các chị nha. Màu vàng có size ML, XL. Đây. Màu vàng đây nha. Ai thích màu vàng thì comment này. Vàng 70k nha các chị nhá. Hàng này là hàng công ty luôn rồi, hàng rất là đẹp. Đấy. Hàng siêu đẹp luôn. Chị nào lấy vàng thì comment chiều cao cân nặng để em tư vấn nha. Đây, màu vàng mà rất là nhìn khỏe khoắn mà sáng da này. 70k thôi, ai lấy vàng thì comment vàng cho em nha. Như em đang mặc là mặc size M đây ạ. Em mặc size M này các chị này, rất là đẹp luôn này, vàng này. Có size cho các chị từ 45 đến 60 cân. 70k một áo nha mọi người nhá. 70k một áo, có cả màu trắng với màu vàng. Màu trắng lẫn màu vàng. 48 cân chị mặc. 48 cân thì chị mặc size M. Size M hoặc size S hoặc size M, màu trắng đâu nhỉ? Màu trắng em còn size S. Đây. Màu trắng em vẫn còn size S này. Chất nhẹ lắm các chị ạ. 43 cân thì mặc hơi rộng á chị Thu ạ. Đây thông hơi nhá. Hàng thông hơi này. Mẹ xem vàng có S không? Mặc cái dáng thể thao này mặc rộng một tí. Mặc rộng một tí cũng được. Không nhất thiết là phải mặc ôm như áo ấy. Đây hàng đẹp này các chị này. Đấy. Hàng thông hơi đẹp luôn. Mặc rất là mát ạ, mát nhẹ lắm. Mặc vừa mát vừa nhẹ sướng lắm. Nào chị nào lấy vàng thì comment vàng cho em nhá. Chị Thu 43 cân bằng được không này? 43 cân thì chị có mặc cái S trắng. 43 cân 45 cân thì mặc được vàng này. 43 cân thì chị mặc cái trắng S này chị Thu này. Cái trắng này em còn size S này. Đấy. Rồi chị Liên Lê lấy trắng cho em xin số điện thoại. Chị Liên Lê lấy trắng bao nhiêu cân nhỉ? Chị Liên Lê 48 cân. 48 cân trắng cho em xin số điện thoại. 60 cân mặc được nhé chị Khoảnh Khắc ơi. Em có size cho người 60 cân này. Có size XL, 2XL. Rồi cứ cho chị Thu cái vàng mờ đi. Tại vì cái này mặc rộng cũng được mà. Chị nhá, rộng một tí cũng được nhá, nếu mà được thì ok cho em ấy chị Thu nhá. Đấy, vàng 45 cân, trắng 43 cân. Rồi, cho chị Đặng Hường vàng 45 cân size M, trắng 43 cân size S. Có đơn rồi. Rồi ok. Chị Thu vàng M nha. Chị Liên Lê lấy cho em xin số điện thoại. Em ở Tuyên Quang các chị ạ. Ở Tuyên Quang nha các chị, 60 cân em vẫn có size vừa luôn. Hàng công ty chất rất là mát. Mà hàng này là hàng thông hơi này. Hàng thông hơi nha mọi người nhá. Hàng thông hơi ngoài trăm mấy một áo đấy. Xanh này. Có cả xanh nha, ai thích xanh thì có cả xanh này. Cái xanh này bé này. Bình thường vẫn mặc L. Rồi chị Liên Lê một size M này.
Đây nha, chị Liên Lê một vàng mờ này. Chị nào thích xanh nè. Chị nào thích xanh này, màu xanh rất là mát luôn. Màu xanh lên áo rất mát này. Màu xanh em còn size M. Màu xanh em còn size M cho các chị 55 cân quay đầu. Hàng thông hơi, mát, đẹp. Mọi người yên tâm, hàng công ty rồi. Rất là chuẩn luôn. Đây, chuẩn tem mát luôn. Màu xanh size M này. Ai lấy xanh M thì comment xanh M cái số điện thoại cho em. Chị Liên Lê lấy vàng M. Có chị nào chốt xanh không? Em mặc xanh cho mọi người xem nhá. Vàng em vẫn còn size to ấy. Vàng em vẫn còn size nha, ai lấy vàng thì comment nhá. Áo em mặc còn size M, chị Thanh Nguyễn ơi, còn size M đây. Đây còn size M, chị tầm khoảng từ 45 đến 55 cân. Váy nâu đằng sau kia 63 ký không vừa đâu chị ơi, tầm khoảng 55 56 ký vừa. Mấy chiếc mình cũng không miễn ship nha, nhà mình bán sale rất là rẻ. Nhà em không miễn ship tại vì hôm nay em đang sale. Chị Thanh Nguyễn cho em xin số điện thoại ạ. Chị Thanh Nguyễn comment vàng mờ kèm số điện thoại cho em nhá. Áo này là hàng 70k. Rồi ok, áo này là hàng 70k nhá chị nha, hàng công ty. Hàng công ty, hàng đẹp luôn. 49k thì tí nữa em sẽ bán ạ. L em có, chị Nhung Bùi ơi, có đủ size này. Xanh mát này các chị này. Xanh Nguyễn vàng, xanh mờ. Đây, xanh rất là mát này. Còn hai chiếc xanh nha. Còn hai chiếc xanh này. Hàng mát đẹp lắm mọi người yên tâm. Hàng chuẩn tăng mát đây rồi. Chị 70k một áo, hàng thông hơi nha. Hàng thông hơi nha. Hàng thông hơi siêu đẹp luôn các chị nhá. 49k là em bán được cái mã áo phông như này này các chị này. Đây, những cái mã đầu tiên này em bán 49k này. Em có bán nhiều mẫu 49k cho mọi người rồi. Em bán qua mẫu này là hàng 70k, hàng công ty. Hàng này mọi người mua ở chỗ khác 150, 200 là chuyện bình thường luôn. Đấy, những cái mã này là bán 49k này, hoa đá này. Chị size L màu vàng. Khoảnh khắc còn size L vàng rồi mày nhỉ. XL đấy. Còn XL. Khoảnh khắc ơi, em chỉ còn XL thôi. XL nhưng mà không to đâu chị ạ. À, có cả màu này nữa này. XL vàng chị tầm 55 cân. XL thì các chị tầm khoảng 57, 58 cân là mặc XL. Size L em hết rồi. XL đây, em dở XL cho chị xem này. Nếu mà được thì ok cho em nhé chị Khoảnh Khắc nhá. Có màu trắng, màu vàng, màu xanh ạ. Đây, XL đây. XL rất là bé, em mặc chồng vào cho các chị xem. XL nhưng mà không to đâu chị Khoảnh Khắc này. Đây, em là 50 cân này. Em là 50 cân, em mặc XL đây này. Đấy. Nếu mà các chị tầm khoảng 57, 58 cân thì mặc XL nhá. Em hết size L rồi. Đây XL đấy nha. Nếu mà chị Khoảnh Khắc lấy thì ok cho em. Em chỉ còn 3 màu thôi. Em chỉ còn 3 màu thôi. Màu trắng, màu vàng với màu xanh em đang mặc đây.
xanh rất là mát luôn. Kéo cổ đầu nó bị gấp vào thì con thật kéo này. Có chị nào lấy đi comment nè, comment nhá. Còn một cái màu xanh này nữa này, xa XL này. Màu vàng rồi, ok cho chị Đỗ Thanh Hải một cái màu vàng. Có áo bò có bán không em? Áo bò em. Đây chất là chất chất thông hơi hàng thể thao. Chất thông hơi hàng thể thao này các chị này. Đấy. Ship code 30k trên toàn quốc. Nhà em ship code 30k trên toàn quốc nha. Một sản phẩm cũng 30k mà các chị mua 10 sản phẩm cũng 30k. Đấy. Em còn màu xanh này nhá. Xanh này rất là mát luôn, size XL. Cho các chị 55 cân đến 60 cân. Xanh em đang mặc là màu xanh ngọc, xanh dương. Này đừng có mất giấy ra bố lại để nhặt nhé. Cho gọn vào một chỗ để xuống lên lên. Nhặt. Ăn này con nhặt con bỏ ra cái xô rác kia nhé. Ừ đúng rồi. Ừ đừng có mất giấy bố nó để gọn nhé. Quần Becky mai em về tối mai nhá, hẹn các chị tối mai, tối mai hoặc là sang thứ hai nhá. Đây áo chống nắng dáng dài lanh hai lớp nha các chị nhá, lanh hai lớp chất mát lạnh luôn. Đấy lanh hai lớp có cả kèm theo cả khẩu trang nhá. Dài rộng thoải mái luôn. Đây các chị này. Dài rộng thoải mái nhá. Hàng lanh hay lớp này. Chị nào đợi áo chống nắng thì comment cho em nhá. Rất là nhiều màu. Đây. Dài rộng thoải mái luôn đúng không? Các chị tầm khoảng 60 cân quay đầu nhá. Hàng bao đẹp luôn. 170k nhá. 170k lanh hai lớp này. Đấy, có hoa màu hồng như em đang mặc này. Hoa màu hồng nhá. Có mẫu áo phông nào nữa? Rồi ok, áo phông còn nhiều nhá. Đây có hoa màu hồng này. Hoa màu đỏ này. Hoa màu đỏ nhất nhá. Hoa màu hồng, hoa màu đỏ. Hoa màu xanh.
có màu xanh này, màu hồng, màu đỏ, màu xanh. Với lại hoa nhí. Đừng để cho bố giả nữa. Đây, hoa nhí nhá. 170 một áo nha mọi người nha. 170 một áo từ 40 cân đến 60 cân, màu xanh này. Hoa màu đỏ nhá. Hàng lanh đẹp nhá mọi người nha. Đây dài lắm rồi. 170 áo chống nắng á. Còn áo phông thì tí nữa em bán đồng giá 49k. Chống nắng này là 170 này. Loại này là loại dài rồi mà các chị. Em có cả hàng thô nữa. Loại này cũng là loại dài lắm mà đấy các chị ạ. Em cao 1m6 là em đã mặc đến, em mặc đến mắt cá rồi. Thì mọi người nếu mà cao dưới 1m6 thì dài đến chân luôn. Đây như thế này. Rất là kín luôn nha mọi người nha. Rất là kín luôn. Thô nha em đang mặc là 90k này. Đây. Dài rộng thoải mái luôn các chị nhá. Em là 1m6 thì đã là mặc đến mắt cá chân rồi. Nên là mọi người dưới 1m6 là dài đến chân luôn. Đấy, những cái mã rất là dài rộng thoải mái luôn. Có túi này. Chị nào lấy đi comment nhá. Cái thô này chỉ có 90k thôi. Thô là 90k, hai mặt. Hàng hai mặt hai màu này các chị này. Chất thô rất là mát luôn. Chị nào lấy thô thì comment cho em. 90k hàng thô. Em cân nhưng mà nhà kia em vẫn trên kia kìa. Không kìa. Em vứt ở trên kia em lấy em ăn đi. Cất tốt thì không ăn đi. Không có người ta ăn thì không có mà ăn ít quá. 49k là áo phông ạ. 49k áo phông. Đây em bán áo phông 49k. Chuyển sang lên 49k mọi người nhớ. Mày tắm à? Mày đã tắm bằng đâu à? Đây lanh đây chị Vân Hồng này. Đây lanh đây các chị này. Thôi đừng ăn nữa. Các chị đến chiều nắng ăn nhé. Lanh rất là đẹp luôn. Chị nào lấy thì comment cho em nhá. Lanh là 170 còn thô là 90k thôi các chị ạ. Lanh mềm. Lanh mềm hai lớp. Đấy. Lanh mềm hai lớp luôn. Rất là sướng. Mặc lanh này nó mềm với nó mát này. Thô thì chất có vẻ cứng hơn một tí. Nếu mà ai lấy thì comment nha. Comment cho em biết. Nào tiếp áo 49k nha mọi người nhá. Cháu mẹ đi về đi. Ông ơi.
quần giả váy có á. Áo chống nắng thô là 90k chị Phương Nguyễn ơi. Áo chống nắng thô là 90k nhá. Còn áo chống nắng lanh là 170 các chị nhá. Đây hàng 49k đây các chị này. Không 49k sơ mi nha, ai lấy thì comment cho em. Đây 49k phông này, quần váy đây chị Thủy Anh Đá này. Áo dài đúng rồi chị Phương Nguyễn ơi, áo dài đấy. Thô là 90k, lanh là 170, hàng dài đến mắt cá chân. Quần váy đây nha. Mẫu đầu tiên là mẫu như em đang mặc đây. Quần giả váy thô. Quần giả váy thô nào. Quần giả váy u mì này chị này. Quần giả váy u mì đây nha các chị nhá. Mã như em đang mặc đây. Mã xề. Mã như em đang mặc là mã xề này. Mã này là mã không xè này. Đấy, có hai mã này nhá, rất là đẹp luôn. Hàng u mì co giãn 140.000. 140.000 nhá một quần nhá. Chị nào lấy thì chốt cho em. Có size cho các chị size S. Size S mã cúc này thì 50 cân quay đầu này. Size S mã cúc này 50 cân quay đầu nhá. Ai lấy thì comment cho em nhá. Mã như em đang mặc thì là có size S với size M. Size S tầm khoảng 47 48 cân quay đầu. Size M tầm khoảng các chị 51, 52 cân quay đầu này. Chị nào lấy thì chốt nhá. Thế có cái áo cháu vừa treo lên. Thế cho cô cái áo cháu vừa treo lên. Cô không biết nào không này. Đây, nếu mà cô lấy áo này thì cho cháu xin số điện thoại nhá. 90k này cô này. 90k áo này nếu mà lấy thì cho cháu xin số điện thoại. Comment chống nắng. Chống nắng nâu kèm số điện thoại cho cháu. Áo như em đang mặc 49k nha. Ai lấy thì comment vàng 49k kèm số điện thoại. Hàng Quảng Châu chất mát lạnh luôn, hàng cốt tông nhá. Hôm nay sale rất là rẻ, mọi người tranh thủ mua đi. Đấy, cái chỗ này là thêu này. Chữ này là thêu, không phải chữ dán nha các chị nhá. Chữ thêu ạ. Mã này các chị tầm khoảng 60 cân quay đầu mặc vẫn vừa. 60 cân quay đầu mặc vẫn vừa nhá. Chị nào lấy vàng thì comment vàng cho em. Có những màu gì? Có nhiều màu lắm. Con ở dưới nhà ngủ cho nó mát. Đây mẫu như em đang mặc này. Cũng sale là 49k hết cho các chị. Cũng sale là 49k hết cho chị, kêu các chị nha. Ai lấy thì comment hoa đỏ cho em. Hoa đỏ cho em nhá. Chất vân lụa rất là mát. 49k thì em bán toàn mẫu chỉ 49k chứ đề với các chị là mua hình. Đấy hỏi mẫu 49k. Có cái áo khoác bò chống nắng treo trên tường. Áo chống nắng khoác bò đấy là 90k. 90k bán kèm đơn cho mọi người. Áo chống nắng thì hàng thô dài là 90k, hàng bò là 90k, còn hàng lanh hai lớp là 170 ạ. Áo chống nắng thô là 90k bên này nhá chị nhá. Hai mặt đây, hai mặt hai lớp đây. Còn áo bò là 90k, còn áo chống nắng lanh là 170. Chân váy công sở xòe dài mai nhá chị ơi. Chân váy công sở xòe dài thì ngày mai, hôm nay hiện tại em chỉ có body thôi. Body em có. Body em có cái mã xe này rất là đẹp này. Đây, xòe thì ngày mai nhé mọi người nhá. Body đây ạ. Zoom hoa là 140 đang sale nhé chị nhá. Mã màu đen là 140, còn mã màu xanh.
xanh, hoa xanh đỏ này là 79.000. Đây, váy công sở thì còn cái mã ren này. Mới nhận được váy hoa đen rồi. Vừa lúc sáng chưa nhận được, vừa nhận được à chị? Cảm ơn chị Binbo nhá. Chống nắng dài màu vàng là 90k, chị Trang Sinh ơi, 90k thôi rẻ. Cực kỳ luôn, em thề các chị không mua ở đâu rẻ như nhà em. Zoom hoa rồi, chị bảo Trang. Vâng. Chị Trang đây này, zoom hoa rất là đẹp luôn, hàng lụa. Hàng lụa đẹp luôn. Em đang sale chỉ 140 thôi, các chị mua không đâu rẻ bằng nhà em thực sự luôn. Mã này các chị 53 cân quay đầu nhá. Mét 6 53 cân quay đầu là đẹp. Đây màu đen đây chị ơi. 140 cái zoom hoa hàng da da đẹp này nhá. Em đây chị Sang Sinh này. Đấy, chị nào lấy zoom hoa đen thì comment zoom hoa đen kèm số điện thoại. 140k, các chị 53 cân quay đầu mặc đẹp. Từ 45 cân đến 53 cân quay đầu mặc đẹp nhá. Em ship cho chị nhé. Chị Sang Sinh ơi, chị ship mẫu nào? Cho em xin số điện thoại. Nếu mà chị lấy áo chống nắng màu vàng, cho em xin số điện thoại nhá. Cho em xin số điện thoại để em ship ạ. Đấy, các chị mua zoom này họ toàn bán 200 trở lên. Đấy, zoom này mọi người toàn mua tổng khoảng 200 thôi. 200. Có chân váy xòe, đây chân váy xòe như em đang mặc. Chị Sang Sinh lấy áo chống nắng. Đây chốt áo chống nắng này cho chị Sang Sinh này. Em ơi có mặc. Em ơi có em mặc màu bao nhiêu? Áo em mặc là 49k chị Bích Liên BK ơi. 49k nhá. Đây áo chống nắng đây nhá. Áo em mặc có hai màu đấy, có vàng với lại đấy. Áo chống nắng này là 90k nha chị Sang Sinh nha. Hai mặc luôn, các chị có thể mặc hai mặc. Chị lấy loại chân váy xẻ đến gối hoặc qua gối nhé, em muốn lấy về bán. Rồi ok, ngày mai nhá. Ngày mai nhá. Mặc thử zoom hoa xem, rồi ok, mặc thử zoom hoa cho mọi người xem. Áo như em đang mặc có màu đỏ, hoa đỏ và hoa vàng. 49k một áo thôi nhá. Chân váy xẻ đến gối thì ngày mai hoặc là ngày kia hàng về nhá mọi người nhá. Mai ngày kia hàng về rất là nhiều luôn. Anh cứ nhà phục vụ ở nó tuổi. Mình cách thực đến. Chị bảo áo chống nắng vàng hay là áo chống nắng lanh vàng này? Chị chống nắng lanh hay chống nắng thô? Sang Sinh ấy. Chị Sang Sinh lấy áo chống nắng thô hay là lấy áo chống nắng hoa? Áo chống nắng lanh nhầm. Mình treo cái lanh cho mọi người xem. Đây nha các chị nha, đây zoom đây. Đây zoom hoa đây các chị này. Mặc lên đẹp lung linh luôn. Em còn hai màu nữa. Em có hai màu nhá. Bi vàng và hoa đen. Bi vàng và hoa đen nhá, em theo cái bi vàng cho mọi người xem. Em đang xem 140 một zoom hoa lụa nhá mọi người nhá. Zoom chất von lụa đẹp. Cái áo mát ý thì áo lanh ấy, áo lanh thì mát hơn. Thì là 170 thì ok thì em chốt. Đây em treo luôn lên cho chị xem. 170k áo lanh mát. Thôi mát thì nó không thể bằng lanh, mát bằng lanh được. Đây zoom em đang mặc này các chị này. Zoom đang mặc có hai màu, chị Sang Sinh chờ em tí nhá để em treo cái hàng lanh lên cho chị xem.
Đây zoom nha, nó mặc hai màu. Đâu mà bảo Măng hay là cô Phương Nguyễn Phương Trẻ? Chả biết cô Phương nào nữa. Cô ở đâu? Cô ở đâu mà bảo Măng, cháu có biết cô đâu đâu. Chả biết cô Phương nào. Nếu mà cô gần thì xuống lấy nhá, cháu không mang đâu, nhà cháu không ship nhá. Không, nhà cháu thì ở gần cứ để qua lấy, tại vì nhiều mẫu lắm. Qua nhà xem cho nó thoải mái. Tại vì nhiều mẫu ấy. Đây nhá, zoom vàng đây nhá. Zoom vàng đây ạ. Đấy. Zoom vàng đây nhá các chị nhá, ai lấy đi comment cho em. Rất là trẻ trung luôn. Hàng nhà em là hàng lụa này, may siêu nét này các chị này. Mọi người nhìn nhá, may siêu nét luôn. Đấy. 140 một zoom em đang sale rất là rẻ. Các chị mua ngoài tầm khoảng hơn 200 luôn. Tầm khoảng 53 cân quay đầu này. 53 cân quay đầu vừa zoom này nhá. Chị nào lấy thì comment zoom vàng hoặc là zoom hoa kèm số điện thoại cho em. Kèm số điện thoại cho em nhé nhá. Đấy, quần thì là quần ống rộng, quần suông. Siêu mát luôn. Thực sự rất là đẹp luôn. Ai lấy thì comment cho em nhá. Em chỉ còn 2 bộ 2 màu thôi, ai lấy thì nhanh tay. Không thì quá tiếc luôn đấy ạ. Chị Sang Sinh ơi đây. Lanh đây. Nếu mà chị thích hàng mát, hàng đẹp thì lấy cái hàng Lanh này. Chị Bảo Trang bây giờ chị bao nhiêu cân rồi? Từ năm 2, 53 cân. Cái này chỉ năm 2, 53 cân thôi, chị Trang bây giờ bao nhiêu cân? Nếu mà thấp dưới 1m6 thì 55 cân mà cũng được. Đây chị Sang Sinh này. Hàng 170, hàng Lanh đẹp. Lanh mát là 170, còn thô kia cũng 2 lớp. Thô cũng 2 lớp mà 90k. 50 cân thì loại nào chị mặc cũng được. Rộng cho người hơn 60 cân mà chị 50 cân thì mặc rộng dài thoải mái luôn. Đây rộng dài thoải mái thôi nhá các chị nhá. Rộng dài thoải mái, có túi này. Đấy, có túi. Không có một màu đâu chị ạ. À, chống nắng thì không có một màu, toàn hoa. Ừ, 1m58 thì chắc vừa đấy chị ạ. 55 cân 1m58 vẫn vừa đấy chị ạ. Mẹ nhỉ. Đây em có hoa đỏ này. Có hoa đỏ, hoa xanh, hoa nhí. Hoa đỏ, hoa xanh, hoa nhì, áo chống nắng hay là 170 nhá. Ai lấy thì comment này. Đây chị Sang Sinh lấy màu nào? Những cái màu hoa này toàn là màu hoa nhã mà mát thôi chị này. Màu hoa xanh này rất là mát mà. Hoa đỏ, hoa xanh nha. Hoa đỏ, hoa xanh này. Ở cái hoa nhí em treo trên tường. Chị lấy màu nào thì comment cho em này. Mã này các chị 60 cân quay đầu nhá. 60 cân quay đầu, Lanh 2 lớp. Hàng Uniqlo này có cả khẩu trang kèm theo nha các chị nha. Rất là mát luôn ạ. Đây, dài rộng thoải mái luôn các chị nha. Như là ninja luôn. Chị nào lấy hoa xanh thì comment cho em nhá. Có hoa xanh này nhìn mát này. Nhìn rất mát. 170 thôi các chị ạ. Mày ghi số của chị Trang Bùi chưa? Chị không có số đâu mà chị vừa cho số rồi. Mẹ xem lại nữa chị đổi số. Ô, cô Phương ấy cứ bảo mang lên cho cô. Không biết cô Phương nào. Chia sẻ như nó bảo công khai thì là mà 170 Trang ơi, chị Sang ơi. Đây, hoa đỏ này hai mặt này. Hoa đỏ này có hai mặt hai màu này. Đây nha, chị nào lấy thì comment này, hoa đỏ này. Cô Phương bán thuốc ý. À, cô Phương ở đây. Cô xuống xem, cô gần tốt nhất là xuống xem. Cháu không mấy đâu. Cô Phương ở trên đấy, trên trang. Nếu mà ai lên thì cháu gửi cho. Cô bảo mang các màu lên cho cô xem. Không nhất là xuống nhà xem. Không nhất là cô qua nhà xem, tại vì cô ở ngay gần.
này các chị này. Chị Liên BK chị bảo là cái áo von lúc nãy có mấy màu, bao nhiêu tiền? Áo von là 49k, có màu hoa đỏ và hoa vàng ạ. Chất von nhá các chị nhá. Tí nữa em đưa cho chị. Đây, hoa đỏ này. Chị nào lấy hoa đỏ thì comment nhá. Hoa đỏ này bên trong là hoa hồng, các chị mặc được hai mặt luôn. 170k. Áo nắng lanh hai lớp hàng 170k nhá mọi người nhá. Có quần chip không em? Có. Chị Tuần ơi. Chị Tuần ơi, còn. Đấy, ai lấy màu nào thì comment nhá. Chị Sang Sinh lấy màu nào? Chị Sang Sinh chắc lấy màu đỏ à? Chị lấy màu đỏ đúng không? Em chốt màu hoa đỏ này cho chị nha. Có chị nào lấy áo chống nắng này nữa không nào? Ừ. Có chị nào lấy áo chống nắng thì comment cho em biết nè. Ôi sao còn ướt thúng này không? Ông biết cái máu. Rồi chốt zoom này cho chị. Chị Trong Bùi này. Em mặc thử cái zoom. Zoom vàng này cho mọi người xem. Lên BK xem. Có hai màu thì chốt luôn hai cái đi lên. Đây chị Liên BK. Rồi chị Bích Liên BK một áo hoa đỏ. Hoa đỏ, hoa đỏ chống nắng hay hoa đỏ này? Chị ơi, ship code 30k trên toàn quốc nhá mọi người nhá. Ship code 30k trên toàn quốc. Chị Dung Lê ơi, áo chống nắng hàng lanh hai lớp, dài rộng 170 ạ. Quần sóc trắng em còn quần sóc trắng còn. Đây chị này. Có hai màu, chị làm luôn hai màu. Lấy cho chị một lỗ như hôm nọ chị lấy cho đứa cháu, hôm nọ chị lấy hàng đúc đúng không? Hôm nọ chị Thuần lấy hàng đúc hay hàng ten nhỉ? Bao nhiêu bộ đang mặc? Bộ em đang mặc là 170. Rồi ok, chị Sang Sinh chống nắng đỏ rồi nhá. Bộ em đang mặc là 140 đang sale. Đây, cái này có hoa vàng và hoa đỏ để em thử cho các chị xem. Áo hoa đỏ chống nắng là 170 các chị ạ. Chị Bích Liên BK lấy áo hoa đỏ này hay là áo chống nắng hoa đỏ ạ? Đây đẹp không các chị, màu vàng này. Màu vàng mặc lên tôn da cực kỳ. Sóc trắng như em đang mặc nha. Đây, sóc trắng như em đang mặc cũng bán này. Sóc hàng vải đẹp, em còn một chiếc size L cho các chị tầm khoảng 48 đến 52 cân, 52, 53 cân. Đấy, sóc trắng em còn một chiếc nhá. Áo chống nắng dài, hàng thô thì là 90k. Còn hàng chống nắng lanh hai lớp là 170 các chị nhá. Áo như em đang mặc 49k này, có màu đỏ với lại màu vàng ạ. Có đỏ với vàng này, 49k này. Ai lấy thì comment màu kèm số điện thoại cho em. Đấy. Rồi ok chị Thuần, để mai em gửi cho nhá. Mà để ngày kia em gửi cho. Mai về hàng mới. Mai em về hàng mới đấy, tiện chọn luôn. Mai em về nhiều hàng mới đẹp lắm các chị ạ. Chị lấy dồn cho chị. Chị lấy hoa đỏ này à chị Bích Liên? Chị lấy hoa đỏ von này đúng không? Có váy bầu mặc được không?
Và anh em có nhiều dáng xuông hay bầu bí bon chen được. Không 963 này. 479 này. 223. Rồi ok, sóc trắng nhen ông mặc nhá, 100k còn một chiếc xeo nốt. Bao nhiêu cân nhờ chị nhở? Sóc trắng này em chốt cho chị nhá, tầm khoảng từ 48 đến khoảng 52, 53 cân. Em chốt sóc trắng này cho chị nhá. Sóc trắng vải đẹp cực kỳ luôn các chị này. Còn một chiếc tôi hàng này hàng 140 xeo. Em xeo nha mọi người nhá. Em xeo giá rẻ giật mình luôn. Chốt sóc trắng cho chị Bích Liên ạ. Chị Hà Tuyên cho em chống nắng, à cho em cái vàng em mặc thì cho em xin số điện thoại. Em đổi mẫu nha mọi người nha. Đổi mẫu cho mọi người xem này. Váy ren. Váy ren có đấy chị ạ. Đây nha, đen này cũng còn một chiếc này. Mẹ ơi, mì ăn đâu? Đen này còn một chiếc nha các chị nha. Đen này còn một chiếc xe 49k này. Chị nào lấy đen chốt đen cho em nha. Đen còn một chiếc xe 49k. Ai lấy đen chốt đen cho em nào? Chị nào lấy đen chốt đen cho em nha. Lấy chất đẹp luôn, toàn hàng trăm mấy, sale 49k. 49k hết nha mọi người nha. 49k hết, sale hôm nay em sale hết này. Ai lấy đen thì comment đen cho em nhá. Còn một chiếc thôi. Để đen thì chốt đen cho em. Đây váy vàng. Áo chống nắng phía sau là hàng lanh hai lớp là 170 chị Mai Nguyễn ơi. Còn hàng thô là 90k nhá. Đỏ này các chị này. Đỏ này em còn một chiếc này. Đỏ này các chị có thể mặc với quần bumi hoặc là sơ vin. Sơ vin quần short. Đây, đỏ này các chị có thể sơ vin quần sóc nha. Đỏ 49k cho các chị 52, 53 cân quay đầu. Ai lấy đỏ comment đỏ này. Đỏ 49k cho các chị 52, 53 cân quay đầu nhá. Có ai chốt đỏ không nào? Ai chốt đỏ comment đỏ cho em ạ.
49k đó các chị ơi. Quần em mặc có màu đen ạ. Quần em mặc có màu đen nữa, để em lấy cho mọi người xem. Quần chấm bi này còn một chiếc màu đen để đâu rồi kìa. Quần em mặc có một chiếc màu đen nữa cơ, mà không biết là nó lẫn ở đâu. Ai mua mẹ? Vâng, thế mẹ bán à? Thế thì hết đen rồi. Còn nguyên trắng thôi. Em còn nguyên một chiếc trắng thôi ạ. Còn nguyên một chiếc trắng cho các chị tầm khoảng từ 48 đến 53 cân. 48 đến 53, 54 cân này. Rất là đẹp luôn, quần nhá các chị nhá. Còn một chiếc xem là 120. 120 quần váy đẹp lắm. Chị nào lấy chốt nha. Áo 49k, quần là 120 ạ. Mai có nhiều hàng mới nha mọi người nha. Mọi người có muốn săn sơ mi này, quần baggy không nào? Mai em về nhá. Ai lấy quần thì comment cho em nha. Đây có cái mã giả váy này, sale 70k này. Bây giờ còn nguyên si, phải nắn nó thả ra. Sale 70k cho mọi người nhá. Đấy, cô ở gần đây xuống mà xem được gì vậy. Cháu mang lên cho biết mẫu nào đâu mà mang. Cái đấy nó không nổi chứ, không có gì. Chị ơi, nó phải không có gì. Cái đấy nó không phải sản dung. Mà là nó chỉ có rộng. Quần bi là 120 nhá mọi người nhá. Quần bi là 120. Đây em sale cái mã này này, màu kem này các chị này. Mã này là 70k này các chị này. Áo của nó chỉ nguyên cái sàn thôi. Chả biết mẹ nó để đâu mà mẹ nó. Đây thôi này, cần thôi. Đây quần màu kem này sale 70k nhá. Ai lấy thì comment quần kem kèm số điện thoại cho em. Mới vào cái của nó là còn hai chiếc quần màu kem nhá. Còn hai chiếc quần màu kem này, chất vải thô đẹp nhá mọi người nhá. Chất vải mềm đẹp, đẹp cực kỳ luôn. Đây, chào chị Công Lan ạ. Nào ai lấy quần này thì comment này, 70k một chiếc này cho em này. 55, 56 cân quay đầu thoải mái vừa nhá mọi người nha. Đây quần có túi, rộng rãi thoải mái luôn. Chị nào lấy quần kem thì comment. Quần 70k, áo 49k, rẻ quá đúng không mọi người? Quá là rẻ luôn, cả một set. Cả set chỉ có 120 thôi. Không bằng các chị mua một cái quần ở ngoài luôn. Đấy, túi đấy các bạn. Bên trong cơ mà cô, bên trong ấy. Đấy. Nào có ai lấy quần này thì comment cho em nào. Comment cho em đấy nhá. Em ai nốt mẫu này nghỉ nha. Mọi người mua gì thì sau like có thể xem lại like inbox cho em nhá. Chiều tiếp tục xả nhá. Xin chào tất cả mọi người.